phòng của anh á theo đúng nguyên tắc, đúng luật á là 2 giờ anh dọn. Và bây giờ anh xin thêm có 1 tiếng nữa, nếu không cho thì đúng 2 giờ anh dọn ra. Vậy đi. Thường thường cái quy định của khách sạn của em là trước 12 giờ trưa là khách sạn phải check out rồi ạ. Ủa sao mà nhận phòng là lúc 2 giờ nhưng mà dọn phòng là trả phòng là lúc 12 giờ là sao? Tại vì phòng của anh đã có người ở rồi ấy ạ. Bây giờ vậy đi, nói chung là mà mỗi bên chịu thiệt miếng. Bây giờ thay vì anh muốn 2 giờ còn em nói 12 giờ thì thôi 1 giờ đi, 1 giờ anh dọn. Dạ, vậy nha chị. Hà Trang xin chào quý vị khán giả đang cùng theo dõi chương trình 1 giờ hoán đổi được phát sóng vào lúc 22 giờ tối thứ 6 hàng tuần trên kênh HTV9. Chương trình do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng công ty truyền thông Bi thực hiện với sự đồng hành tài trợ của nhãn hàng vali ba lô túi sách cao cấp Sacos. Ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau trò chuyện về nghề nghiệp lễ tân khách sạn, đảm nhận mọi thủ tục chào khách nè, check in, check out, nhiều khi còn hỗ trợ chúng ta book xe nè, và đặt rất là nhiều những cái thủ tục khác, những dịch vụ mà nằm ngoài tầm với nhưng mà chúng ta vẫn được đáp ứng đầy đủ. Ấy thế mà đôi khi cũng chưa làm hài lòng khách hàng được. Vậy có những tiêu chí đặc biệt nào để lễ tân khách sạn có thể giúp vui lòng khách đến vừa lòng khách đi? Xin mời quý vị sẽ trò chuyện với tiến sĩ tâm lý Tô Nhi A cùng khách mời trong ngày hôm nay nha. Hà Trinh chào chị Tô Nhi A. Xin chào Hà Trinh và xin chào quý vị khán giả đang theo dõi 1 giờ hoán đổi. Dạ, chị Tô Nhi A có nhớ trong ký ức của mình á, có cái chuyến đi nào mà lễ tân khách sạn làm chị cảm thấy rất là ấn tượng, cả về rất vui hoặc là rất buồn? Rất vui thì nhiều lắm. Dạ. Rất buồn thì may, chị nghĩ là may thôi, là mình cũng có gặp, bởi vì mình đã từng gặp được những bạn lễ tân có nghiệp vụ rất là tốt, thái độ rất là niềm nở và hỗ trợ khách hàng. Cho nên khi mà mình gặp những bạn mà nghiệp vụ chưa tốt bằng thì rõ ràng là mình có sự so sánh. Tuy nhiên đến cái mức độ mà gọi là không thể chấp nhận được luôn thì ơn trời là trong đời này chưa có được gặp. May quá, em cũng vậy. Khi mà tự nhiên hỏi chị câu đó thì hình ảnh của em lại nghĩ đến những cái lần mà mình bay đến Hà Nội khuya tầm khoảng 1-2 giờ đêm, mà mình gõ cửa thì tiếp tân á, họ vẫn đang ngủ, họ vẫn còn cố hỗ trợ mình hết sức, những khách sạn nho nhỏ thôi. Còn khách sạn 5 sao thì làm việc rất là chuyên nghiệp rồi, mình không có bàn tới nữa. Và nghề này thú vị như thế nào, có dễ dàng, việc nhẹ lương cao như chúng ta nghĩ hay không? Bây giờ xin mời quý vị sẽ cùng gặp gỡ quản lý tiền sảnh của khách sạn, anh Nguyễn Minh Tri. Xin mời anh Tri ạ. Dạ, xin mời anh ơi. Chào mừng anh Tri đến với 1 giờ hoán đổi ạ. Xin chào tiến sĩ tâm lý Tô Chí A, cũng như là xin chào MC xinh đẹp Lưu Hà Trinh. Xin chào quý vị khán giả của chương trình 1 giờ hoán đổi. Tôi tên là Minh Tri. Dạ, em được biết anh hiện tại là đang quản lý tiền sảnh. Quản lý tiền sảnh có nghĩa là ở bên dưới mình sẽ làm việc với rất là nhiều các bạn lễ tân khác nhau ở nhiều ca hả anh? Đúng rồi em, ở một bộ phận tiền sảnh thì nó bao gồm những công việc nhỏ, ví dụ như nhân viên lễ tân, nhân viên hỗ trợ hành lý, tài xế và những cái vị trí như là nhân viên giao tiếp với khách. Dạ. Và rất nhiều những cái vị trí nhỏ khác nữa. Dạ, khách sạn của mình là tầm khoảng mấy sao anh hả? Khách sạn của mình thì hiện tại mình đang làm việc ở khách sạn tiêu chuẩn 4 sao. Ngày hôm nay em nghĩ là sẽ là một dịp rất là tuyệt vời để trong cái chủ đề về lễ tân khách sạn mình sẽ có những tiêu chuẩn để bàn đến, đặc biệt là những gạch đầu dòng dành cho những bạn trẻ đang có những định kiến hoặc là có những mơ mộng về nghề lễ tân khách sạn. Đúng như vậy, thì như ở một cái vị trí là một khách hàng hay là một du khách thì mình nhìn vào một cái vị trí lễ tân thì mình, nhiều người họ cho rằng là cái vị trí đó nó rất là đơn giản, nó không phải là đòi hỏi mình phải làm việc nhiều, chỉ việc là đứng cười mình chào khách này nọ thôi, nên thành ra là họ sẽ có một cái nhìn nhận rất khác về cái vị trí lễ tân. Nhưng mà họ không biết rằng để được những cái tiêu chuẩn như vậy thì đòi hỏi một nhân viên lễ tân phải trải qua ví dụ như là đào tạo về nghiệp vụ cũng như là những cái kỹ năng mềm để phục vụ cho những công việc của mình. Yeah. Là một nhân viên lễ tân thì ngoài những công việc chính như là mình trực điện thoại, mình thực hiện những cái thao tác như là mình check in và check out cho khách, và như là mình tiếp nhận xử lý các complaint của khách hàng. Do những công việc như vậy, tính chất như vậy thì đòi hỏi một người nhân viên lễ tân mình phải có một cái kiến thức cũng như là một cái tâm lý vững, để khi mà mình tiếp xúc với khách hàng á thì mình phải giữ được cái thần thái cũng như cái tâm lý của mình. Nghe thì có vẻ như là rất là khắt khe, nhưng thực ra lại có rất nhiều bạn vẫn đang chọn cái công việc lễ tân khách sạn là một cái công việc mà các bạn dấn thân. Tại vì sinh viên của em ở cái khối này thì rõ ràng là tuyển sinh mỗi năm ở các trường đều đông. Vậy thì theo anh Tri, những cái lý do nào nó đủ hấp dẫn để các bạn đến với cái nghề này?
theo mình nghĩ thì những cái lý do hấp dẫn, thứ nhất là có thể là một số bạn thích cái cảm giác được trải nghiệm, thay đổi và thử thách cho bản thân mình. Thì khi mà ở một cái vị trí lễ tân, nó đòi hỏi mình nhiều cái yếu tố, đòi hỏi mình nhiều cái kỹ năng mà mỗi tiếp xúc mỗi vị khách hàng nó lại khác, nó không giống như những cái ngành nghề khác. Thì bắt buộc một nhân viên lễ tân phải tinh ý để nhận ra rằng mình đang tiếp xúc với một khách hàng đang có tâm trạng như thế nào. Dạ, và nhu cầu của họ có phải là quá quá không so với những tiêu chuẩn của khách sạn. Ví dụ có một lần đó, em đi làm show ở vùng biển, thì em check in vào một cái resort cũng khá là mới, và điều ấn tượng của em cảm thấy rất là tuyệt vời. Đó là câu đầu tiên em bước vào, em hỏi các bạn là ngày mai bữa ăn sáng có thể mang theo ra sân bay lúc 4 giờ hay không. Thì em nghĩ là đó là một cái câu hỏi vui và có thể là không. Nhưng mà em rất là bất ngờ là ngày hôm sau 4 giờ thì lễ tân đã chuẩn bị cho em một bữa sáng rất đầy đủ dành cho hai người. Và nói rằng đây là bữa sáng gồm tất cả những gì mà chúng tôi có thể để mang cho bạn đi đến một cái chuyến bay tốt. Thì mình thấy rất là hạnh phúc và mình nhớ mãi cái resort đó. Và mình có cảm giác rằng là đôi khi á, dịch vụ là một phần, nhưng mà nếu mà lễ tân tốt thì mình có thể tự thăng hạng sao cho khách sạn đó từ 4 thành 5 sao theo trái tim của mình á, anh nghĩ sao? Thì như Lưu Hoài Trinh có chia sẻ, thì cái việc mà nắm bắt được tâm lý cũng như là đặt cái vị trí mình vào vị trí của khách hàng, thì mình phải hiểu là nếu khách hàng check out sớm và cần đi sớm thì chắc chắn rằng họ sẽ không kịp sử dụng cái dịch vụ ăn sáng của mình. Đó là thứ nhất, đó là một cái thiệt thòi của khách, tại vì họ không có đủ trải nghiệm đầy đủ cái dịch vụ của khách sạn. Cái thứ hai nữa là với việc mà mình phải đi ra sân bay và mình phải mất thời gian rất là nhiều trong việc check in thì và chờ đợi để lên một cái chuyến bay, thì cái việc mà chờ đợi như vậy thì khoảng 2 tiếng thì họ rất là đói. Nếu mình không đặt mình vào cái vị trí của khách, hoặc là mình đã được trải nghiệm rồi thì mình sẽ không hiểu đó. Và có thể một số khách sạn nhỏ thì họ sẽ từ chối. Nhưng với những cái khách sạn mà đã có một cái định vị thương hiệu nhất định và họ muốn hướng tới một cái sự phát triển nó bền vững trong cái trải nghiệm của khách hàng, thì có thể nó sẽ linh động để đáp ứng tốt nhất cái nhu cầu mà khách muốn. Thậm chí có một số khách sạn thì nhân viên làm việc tới mức độ là không cần phải khách hàng phải gợi ý, mà họ phải chủ động là chị hỏi. Ơi, sáng nay mình đi sớm như vậy, mình có cần tụi em chuẩn bị đồ ăn sáng cho mình để mang theo hay không? Thì lúc đó là cảm giác mình là một khách hàng, mình cảm giác ok, mấy bạn này rất là quan tâm tới khách, họ suy nghĩ cho mình. Thì lần sau tôi có thể quay lại đây nữa. Và thậm chí là còn một số những trải nghiệm dễ chịu khi mà mình bước vào, họ nói rằng là hôm nay không đông lắm, tụi em có nâng hạng phòng miễn phí cho mình. Mình thấy rất là dễ thương. Đúng, vì đó có xảy ra là sẽ có những cái giai đoạn mà thấp điểm hoặc là một cái lý do gì đó cũng nó mang nhiều yếu tố chủ quan nhiều hơn là hôm nay chị rất là may mắn thì cái đặt phòng của chị sẽ được nâng cấp miễn phí lên, hoặc là tụi em có thể tặng cho chị một cái voucher sử dụng một cái dịch vụ bên trong khách sạn. Những cái đó thì khách sẽ không được biết trước. Và để sử dụng được tất cả những quyền năng đó của lễ tân để tự thăng hạng sao trong lòng khách đó, Trinh nghĩ là bản thân của người lễ tân đó không phải là một tay mơ, mà họ đã có một cái mối liên kết rất là chặt chẽ với tất cả các bộ phận để biết rằng điều đó có thể hay không thể xảy ra. Voucher này mình có thể sử dụng hay không? Và thời hạn của việc mà cập nhật phòng miễn phí như vậy á, nó có nằm trong quyền hạn của mình hay không? Điều này á, mình có những cái buổi họp trước hoặc là đã có huấn luyện hay không? Hay là tự bản thân của người lễ tân á, phải là một người quản lý cũng rất chuyên nghiệp? Thật ra là những cái việc mà nhân viên được phép nâng hạng phòng hoặc là được tặng khách những cái voucher thì nó đã được quy định tùy theo cái vị trí. Ví dụ như ở cái vị trí nhân viên thì chắc chắn rằng họ sẽ không làm được điều đó. Và nếu muốn thì họ phải hỏi xin ý kiến và được chấp thuận từ cấp trên. Còn riêng về cái vị trí là một quản lý thì họ sẽ được quyền để tặng, nâng cấp, hoặc là trong chuyên ngành thì mình gọi là offer cho khách những cái dịch vụ khác trong cái mức mà họ được phép. Và chị Tô Nha ơi, thế là nếu mà em là một bạn sinh viên á, em có quyền mơ ước rằng mình sẽ có những cái cấp quản lý đủ quyền năng hơn, chứ không phải chỉ là đứng check in check out phòng cho khách. Thực ra thì cái chuyện thấp cao ở đây có nghĩa là mình đang nói đến cái hành trình nghề nghiệp thôi, những cái vị trí mà các bạn phải trải qua. Nhưng mà chị nghĩ đó là điều cần anh Tri hả? Tại vì ví dụ như là ở cái vị trí của cái người là quản lý tiền sảnh, nếu như không có những trải nghiệm của một người lễ tân trước đó, hoặc là của một cái bạn hỗ trợ khách
đến đi về mặt hành lý, quản lý hành lý, đón khách. Thì đến khi mình ở trong vai trò là người quản lý, thứ nhất mình không có thấu hiểu được cho nhân viên của mình. Và cái thứ hai đó là một bạn đang làm lễ tân thì bạn cũng phải nhìn ra được cái người quản lý của mình với một số quyền lực đi kèm để đủ khát khao để mình tiến thủ, đúng không? Chứ không thể nào mà dậm chân tại chỗ được. Cho nên là cái sự phân bậc đó nó cũng là một dạng kích thích để người ta thấy là wow, mình sẽ như vậy đó nếu mà mình nỗ lực. Cảm ơn tiến sĩ Tô Như A và anh Minh Tri. Một vài những câu chuyện chia sẻ ban đầu cho thấy rằng nghi lễ tân đại diện cho cả bộ mặt của một khu khách sạn, một tập đoàn. Và chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu là vị khách mời ngày hôm nay bước vào trong thử thách của một giờ hoán đổi, bạn ấy thích nghi lễ tân hay là đã từng có lấn cấn gì với nghề nghiệp này. Xin mời quý vị sẽ cùng theo dõi sau ít phút nghỉ giải lao. Chào mừng quý vị đang cùng quay trở lại với một giờ hoán đổi. Trong chuyên mục Góc nhìn, chúng ta sẽ cùng lắng nghe tâm sự của bạn Bình An. Chào mọi người, mình là Võ Phạm Bình An, năm nay 22 tuổi. Hiện tại mình là sinh viên năm tư của trường Đại học Kinh tế Tài chính. Tham gia chương trình này, mình đã có một cái kỷ niệm rất là để lại sâu trong lòng mình là khi mà mình đi du lịch thì mình gặp một người lễ tân mà không biết là đã có tiếp ai chưa, nhưng mà có vẻ rất là khó chịu với mình. Và mình tham gia chương trình một giờ hoán đổi này thì mình muốn vào vai của một người lễ tân để trải nghiệm và thấu hiểu, để cảm nhận các bạn đã gặp những cái vị khách như thế nào hoặc là công việc của các bạn như thế nào để có những cái cảm xúc và tâm trạng như vậy. Dạ, đó là chia sẻ của bạn Bình An. Thật ra bạn cũng không mê gì nghề lễ tân đâu mà bạn có phốt rồi. Mà đã từng gặp một người rất là khó chịu với bạn, không có mở lòng, không có nhiệt tình tiếp đón mà còn có cái thái độ xua đuổi. Vậy theo anh suy đoán nha anh Minh Tri, cái vấn đề này xảy ra là do khách hàng hay là do bản thân lễ tân đang có một ngày không có vui lắm? Thật ra cái đó là theo mình nhận định đó là lỗi của lễ tân. Tại vì như hồi nãy mình có chia sẻ là mỗi ngày mình tiếp xúc một khách hàng khác nhau, cho nên mình phải giữ được cái tâm lý của mình. Có thể là mình đang giận người yêu nhưng mình không thể đem cái việc đó để mình chúc giận lên một người khách hàng được. Nên thật ra là mình phải định hình được là cái tâm thái khi vào ca làm việc như thế nào. Bất chấp bạn đang buồn chuyện gì, bạn đang có chuyện gì, việc cá nhân, nhưng mà khi bước vào môi trường làm việc là bạn phải giữ một cái hình thái chuyên nghiệp về hình thái bên ngoài, cũng như là giữ cho một cái gương mặt mình tươi, duyên để khi mà tiếp xúc với khách hàng. Tại vì cái vị trí lễ tân là cái vị trí đầu tiên mình tiếp xúc và nó sẽ được khách hàng đánh giá chính. Khách hàng sẽ sử dụng các dịch vụ khác, mình không quan trọng là dịch vụ tốt như thế nào, nhưng khi mà mình xui là mình tiếp xúc được cái chị nhân viên đang giận người yêu, thì vô hình chung nếu mà mình không, cái nhân viên đó không kiểm soát được cái tâm lý của mình thì vô tình là khách hàng đó tôi phải bị chịu trận rồi. Thì đó là tự nhiên cái là khách hàng sẽ đánh giá là khách sạn này sẽ không chuyên nghiệp và nhân viên này không có nghiệp vụ. Đó. Dạ, ít nhất phải có một nụ cười thương mại để trang bị giống như chị Tô Nha hướng dẫn chứ nhỉ? Đúng rồi, trong ngành nó thường là nó sẽ có một cái thuật ngữ là nụ cười công nghiệp. Nụ cười công nghiệp nó lúc nào nó cũng phải tươi cười hết. Dạ. Nó không có tùy thuộc vào tâm trạng của mình. Bình thường mình vui mình cười, mình buồn mình khóc. Nhưng mà ở đây mình vui mình cũng cười, mà mình buồn mình cũng phải cười. Đó. Nên thành ra là một nhân viên lễ tân phải trang bị cho mình rất nhiều về kiến thức cũng như là kỹ năng khi mình tiếp xúc với một khách hàng. Dạ. Và bạn Bình An tin là mình có đủ kỹ năng đó đó, bạn mới tự tin để mà ném mình vào trong thử thách này. Nhưng mà điều đó liệu có đủ hay chưa? Xin mời quý vị sẽ cùng Hà Trinh và chị Tô Nhi An cùng anh Minh Tri bước vào trong thử thách một giờ hoán đổi. Em ơi, lễ tân ơi, lễ tân, lễ tân, bé lễ tân ơi, à, giúp anh cái được không? Dạ. Anh cần cái ôm á, anh cần cái ôm thắm thiết á, em có cái ôm không? Dạ, anh ơi, ví dụ như mà mình còn cái ôm thắm thiết, mình có thể mô tả rõ cho em được không? Thì anh tới khách sạn thì anh cần một cái ôm á. Nhưng mà vấn đề là anh đi một mình ấy ạ. Ờ? Mình cần cái ôm. Ờ? Nhưng mà ở đây tụi em không có cung cấp cái ôm đó cho anh được. Ủa sao kỳ vậy? Kỳ vậy? Khách sạn mà muốn xin một cái ôm mà khó vậy trời? Dạ. Tại vì bên đó anh nói cái ôm á nên là... Thì lấy cái ôm là lấy cái gối ôm để ôm đó chứ không lấy cái ôm. Anh ôm thế này nè, còn gối ôm nữa người ta ôm như vậy mà. Ủa thì anh ngủ thì anh phải ôm gì chứ em? Vậy là ôm sao? Vậy là anh ôm giày hả?
Thật ra bạn cũng không nên đi cãi với khách về sự chuẩn mực trong tính khái niệm, đúng không? Rồi. Bây giờ đã ra được cái gối ôm rồi thì mình đi lấy cái gối ôm thôi. Em cũng học được một điều là phải hài hước từ đầu. Cái việc tối kỵ của mình là tranh cãi với khách. Dạ. Tại vì khách hàng luôn luôn đúng. Đó. Mình tranh cãi với khách, mình đúng, mình cũng sẽ thành sai. Dạ. Dạ. Đúng ra là anh sẽ trả phòng lúc 12 giờ. Dạ. Nhưng mà tại vì anh thích cái khách sạn này quá, anh định chuyển đi rồi nhưng mà thích khách sạn quá, cho nên anh xin lưu lại anh ở thêm ngày nữa. Dạ anh ơi, tại vì hôm nay là khách em đã đặt cái ngày này là nhận phòng, là sẽ nhận cái phòng của mình á, nên là tại vì đáng lẽ là anh, nếu mà anh muốn ở thêm một ngày thì anh phải báo trước cho em buổi tối, chứ tại vì sáng nay anh báo gấp quá nên là tụi em sẽ không có set up được cái phòng mới cho mình tại giờ. Ủa? Hiện tại khách sạn em là hết phòng rồi. Ủa trời trời trời, còn bây giờ tự nhiên cái không lẽ giờ anh phải dọn ra ngoài sao trời? Dạ anh ơi, mình có thể ví dụ như mình lên phòng mình sắp xếp đồ của mình lại xong rồi mình xuống đây, ví dụ như hôm nay có khách trả phòng thì tụi em sẽ set up cái phòng mới lớp cho anh luôn ạ. Nhưng mà anh muốn ở cái phòng đó, bây giờ lát nữa coi nào khách trả phòng có thì em dọn cái khách mà bút cái phòng anh, nó dọn qua cái phòng bên kia đi. Dạ anh ơi, hiện tại là tại vì khách người ta đã đặt trước đó mấy ngày rồi, là hiện tại cái phòng của anh là khách. Thôi anh không có mà thích dây dưa nói chuyện nhiều, hiểu không? Em cứ việc mà em cho anh ở cái phòng đó rồi tính phụ thu nhiêu, tính tiền sao đó em cứ tính vô, mà cái phòng bà hổng em nói giá nhiêu. Giá cái phòng anh? Dạ cái phòng của anh là 450 ạ. 450. Kê cho lên cái phòng anh tính giá 960. Để công ty đưa lại mình là 960. Nên là bạn này cần một cái hóa đơn để về thanh toán nội bộ và bạn ấy buộc phải khai khống cái giá trị thật lên. Nhưng mà điều này nó sẽ liên quan đến vấn đề về quyết toán thuế của doanh nghiệp. Đúng rồi, về nguyên tắc là giá công bố như thế nào mình chỉ được đưa khách cái hóa đơn như thế thôi, mình không được phép đưa thêm. Thì nó sẽ, mình thấy đơn giản thôi chứ thực ra là nó sẽ gây ra nhiều cái yếu tố về liên quan quyết toán thuế, như chị nói về cái tính trung thực của nhân viên, cũng như là mình đang tiếp tay cho một cái việc xấu. Đúng. Vừa mới vô mà đã có nhiều thử thách với Bình An quá, xem ra trò chơi này không bình an rồi. Dạ cái đó thì chắc em sẽ hỏi lại quản lý ạ. Tại vì không, em ơi thì cũng tính tiền không mà, thì khách sạn là tính tiền, cũng tính tiền đó. Thì giờ phòng 450 thì em cứ tính là anh trả em 450. Thôi anh giờ anh tính gì, anh trả 500, em lời 50, xuất anh cái bill, cái hóa đơn đỏ 900 mấy. Mình phải hiểu như vậy là tại vì em chỉ là nhân viên của khách sạn, em chỉ là lễ tân thôi, chứ em không phải là cái người quản lý hay là cái sếp, nên là không có thể hỗ trợ mình xuất hóa đơn đỏ được ạ. Rồi, Ủa em? Ý là ví dụ như anh muốn xuất hóa đơn đỏ thì em sẽ liên hệ quản lý để mình có thể yêu cầu quản lý xuất hóa đơn đỏ. Phải gặp quản lý xuất hóa đơn đỏ mới đúng mà trên đó người ta mới biết đường ta ấy vậy. Dạ, em là không có xuất khác giá được cái gì. Dạ đúng rồi. Ôi làm việc mà không có linh hoạt thì chân thôi lấy đồ, lát nó lấy gối ôm lên phòng cho anh rồi lấy khăn tắm lên phòng cho anh đi. Gì đâu mà thiệt á, không có mà linh hoạt cho khách gì hết trơn. Dạ chào anh chị ạ. Anh chị hôm nay đến nhận phòng đúng không ạ? Đúng rồi em. Dạ mời anh chị ngồi ạ. Hay quá em ơi. Trời đất ơi, bé Lễ Tân dễ thương vậy. Không, cái dễ thương nghiệp vụ mà. Có xe làm bạn không cơ? Cái gì vậy? Không, mình lấy đi, mình muốn đặt phòng cho nó tiện thôi chứ gì hết. Dạ nếu mà anh muốn đặt phòng thì anh có thể liên hệ khách sạn của em để đặt phòng ạ. Điền quá, liên hệ với em khách sạn chi nè. Đại hâu đó. Dạ anh chị ơi, hôm nay cái phòng của anh chị á hiện tại là đang có khách ở. Hiện tại thì người ta đã báo cho em là hôm nay người ta sẽ trả phòng, nhưng mà hiện tại là khách đó vẫn chưa dọn ra, nên anh chị vui lòng ngồi chờ một xíu để em thương lượng với khách trên phòng đó được không ạ? Ủa tại sao phải thương lượng em? Nó đâu có được. Dạ tại vì khách hồi nãy có báo với em là sẽ ở thêm một ngày nữa, nhưng mà em có yêu cầu với khách là khách dọn ra phòng đó để xuống đây chờ set up phòng mới rồi cho anh chị lên phòng đó ạ. Ủa rồi bây giờ chị phải ngồi đây chờ hả? Rồi chừng nào người ta mới xuống? Trong trường hợp này thì bạn Bình An có nên tự xử lý một mình hay không, khi mà có một cái sự phát sinh về đặt phòng nhưng mà vốn phòng của mình đã full rồi? Rồi thực ra trong tình huống này nó là một những yếu tố mà tạo ra cái sự nâng hàng phòng miễn phí. Thực ra các bạn Bình An này, bạn chỉ đang là ở cùng cái việc trải nghiệm trong cái vị trí lễ tân, nên thành ra là bạn chưa đủ những kiến thức cũng như là một cái
kỹ năng để mình giải thích và mình xử lý cái tình huống này nó thật khéo thôi. Yeah. Nhưng mà thật ra dựa trên cái tình huống này thì mình không nên phơi bày sự thật quá cho những cái vị khách tới sau. Nó sẽ tạo ra cái cảm giác là tôi không được tôn trọng. Đúng rồi. Tại vì tôi đã được đặt phòng trước rồi thì nhiệm vụ của khách sạn là phải giữ đúng cái loại phòng cho tôi. Yeah. Đó, theo mình nghĩ thì ở đây thì cái việc mà tối kỵ nhất là nếu trong trường hợp khách muốn ở thêm thì mình vẫn phải ưu tiên cho khách ở thêm. Và mình phải tìm một cái hướng xử lý khác. Nếu ở hiện tại thì nếu mà ở cái vị trí nhân viên chắc chắn bạn sẽ không làm được cái vị trí đó. Cái việc đó mà việc của bạn nên làm là phải báo với quản lý để quản lý sẽ tìm hiểu, nói chuyện với những người khách đó. Hoặc là người quản lý phải ra để nói chuyện với cái người khách đến sau. Là mình có thể nêu một lý do, nói là hiện tại là phòng của em, anh chị là một vị khách may mắn, anh chị được nâng hạng phòng gì đó và được tặng kèm theo một cái voucher sử dụng dịch vụ. Là khách sẽ không biết là tại vì có người ở rồi nên mình tôi không được ở phòng đó nữa. Nhưng mà khách chỉ biết là mình đang nhận được nhiều hơn cái mình mong đợi. Nhưng mà với một điều kiện là khách sạn phải còn quỹ phòng. Chứ nếu như trong trường hợp mà mọi thứ nó đang full hết. Đúng rồi. Và cái cặp vợ chồng này tới mà được ở thì chỉ có một cách duy nhất là phải có một người ra. Là cái anh hồi nãy giờ anh cố thủ đó, anh không chịu ra. Thì coi như là muốn thăng hạng phòng trong trường hợp này thì cũng không có phòng để thăng. Thì nó có tồn tại không, hay là nó có một cái điều ở trong khách sạn đó là nó luôn có một cái quỹ phòng dự bị mà trong trường hợp cấp thiết lắm thì người ta mới cho sử dụng, tức là kiểu gì thì trong khách sạn cũng luôn dư 1 đến 2 phòng. Đúng rồi, tùy theo cái công suất của mỗi khách sạn nó sẽ có ít nhất là 1 hoặc là tới 5 phòng để dự bị. Ở những khách sạn lớn thì người ta giữ cái phòng dự bị đó lên 5 hoặc là 10, 15 cũng tùy khách sạn. Dạ. Nếu cơ sở phòng nó nhiều, còn với những khách sạn nhỏ mà từ khoảng 60 phòng trở xuống thì người ta sẽ giữ chừng khoảng 1 2 phòng thôi. Và như cái trong trường hợp là tất cả các phòng mình đều hết thì ở đây điều bắt buộc là mình phải báo quản lý và người quản lý sẽ ra thỏa thuận lại với khách là có thể là do cái phòng anh chị tôi đã chuẩn bị rồi nhưng nó có một số trục trặc nên là nó sẽ không, anh chị ở đó thì nó sẽ không thoải mái, thì mình sẽ là gợi ý là mình sẽ ở một cái hàng phòng bằng hoặc là thấp hơn. Nhưng bên cạnh đó tôi sẽ tặng cho anh chị, có thể đây là lỗi của khách sạn thì tôi sẽ tặng cho anh chị một voucher nghỉ dưỡng một đêm nữa chẳng hạn, để lần sau khách tới là khách có cơ hội trải nghiệm đúng cái dịch vụ của khách muốn. Quả là một gợi ý rất là thú vị. Bây giờ anh nói nè, cái phòng của anh á theo đúng nguyên tắc đúng luật á là 2 giờ anh dọn, đúng không? Là 2 giờ là anh phải check out. Và bây giờ anh xin thêm có 1 tiếng nữa, nếu không cho thì đúng 2 giờ anh dọn ra. Vậy đi. Dạ không, bây giờ thường thường cái quy định của khách sạn của em là 12 giờ là khách, 12 giờ trưa ấy ạ. Trước 12 giờ trưa là khách sạn đã check out rồi ạ. Ủa, sao mà nhận phòng là lúc 2 giờ nhưng mà dọn phòng là trả phòng là lúc 12 giờ là sao? Còn nếu mà tại vì mình qua 2 giờ chiều là mình đã tính thêm 1 ngày rồi. Tính thêm 1 ngày thì anh ở thêm 1 ngày. Dạ nhưng mà tại vì phòng của anh đã có người ở rồi ấy ạ. Anh không báo trước cho tụi em. Không bây giờ vậy đi, nói chung là mà mỗi bên chịu thiệt miếng. Bây giờ thay vì anh muốn 2 giờ còn em nói 12 giờ thì thôi 1 giờ đi. 1 giờ anh dọn nghỉ nha. Ủa sao có lại khách mất lịch sự vậy mà em cho mướn chi? Trước khi em cho mướn em phải điều tra nhân thân rồi chứ. Thôi bây giờ mệt quá, dẹp cái chuyện của người ta qua bên đi. Giờ xử lý chuyện này đi. Xử lý chuyện này. Anh với chị xuống tới đây rồi tự nhiên bây giờ gặp cái tình huống này là sao? Nắng mà em, nắng quá anh chịu không nổi rồi em ơi. Dạ tụi em cũng hiểu điều đó nhưng em mà tại vì nhiều khi gặp nhiều khách mà tụi em không thể thương lượng với khách được á. Em ơi. Cho anh check out liền nha, cho anh check out. Cảm ơn. Giờ dọn anh check out liền. Sếp anh đợi. Sao cái con này nó giống con lăng quăng vậy trời, nó chạy ra chạy vô, không biết lúc nào chạy ra chạy vô vậy. Vậy mình thông cảm, đợi thêm 5-10 phút nữa em sẽ cho trời ơi. Dọn phòng rồi em và anh chị lên phòng nha. Mấy trăm cây số em biết nắng nôi cỡ nào. Dạ. Thiệt anh, dạ, anh muốn máy lạnh, anh muốn bầu không khí nó mát mẻ mà bây giờ bắt anh ngồi đây em sao anh chịu nổi. Dạ anh chị thông cảm giúp em, tại vì nhiều khi khách người ta... Em cứ lúc nào cũng nói thông cảm hết trơn nhưng mà em phải hiểu được rằng khách hàng, thí dụ nha, chị là đã đặt phòng của em rồi. Đúng rồi. Và chị đã chuyển tiền trước cho bên em rồi. Mà bây giờ bên em làm vậy là bên em quá sai luôn. Đúng đó. Sai dạ, quá. Tại vì ban đầu á là khách người ta lại xuống dưới đây, em đã kêu lại khách ơi dọn phòng dọn giùm em để em cho khách mới vào. Ông xuống em bây giờ anh dọn phòng rồi đó, rồi em coi lát thanh toán cho anh đi. Rồi nhớ nha, nhưng mà bây giờ anh là check out sớm nha. Bây giờ này mới có 9 giờ mấy 10 giờ thôi cho nên là phải
ghi hóa đơn đỏ cho anh là 950 phòng đó. Rồi cái hóa đơn đỏ em có nói với anh đó là anh gặp quản lý. Ủa gì nữa vậy trời? Dạ anh chờ một xíu, anh cầm lại thẻ của anh nha, để em cho khách của em lên phòng đã rồi mình có thể nói chuyện cái hóa đơn đỏ sau. Rồi bây giờ là coi anh ra quán cà phê anh ngồi. Dạ. Rồi tí xíu nữa anh làm việc xong với khách hàng xong bây giờ, anh quay vô anh nhận. Bây giờ này đang từ nãy nói chuyện với tôi rồi. Ê, rồi giải quyết chuyện anh đi. Tôi bực mấy trăm cây số, mấy trăm cây số có vậy nha. Ngồi rồi tôi cũng đang bận, tôi đang quạo quyết áp lên em nha. Tôi nói quạo quạo kệ em chứ anh dòm sao vừa phải em coi. Dạ thôi vậy bây giờ em mời anh chị lên phòng luôn ạ. Ủa em dọn dẹp chưa mà em kêu chị lên? Dọn dẹp chưa em? Dạ, em đã cho người lên dọn rồi ạ. Sao dọn nhanh vậy em? Tụi em làm gì nhanh dữ vậy? Dạ, có thiệt vì, không? Tại vì em có hẹn anh chị là 5-10 phút nữa thì bây giờ chắc nhân viên người ta đang dọn gần xong rồi á. Mời anh chị lên phòng để nghỉ ngơi luôn ạ. Nói chung thì thôi chuyện này anh cũng bỏ qua. Dạ. Nhưng mà lần sau em phải rút kinh nghiệm. Dạ. Nhưng mà cái này á nha, mai mốt em... không được cứ vậy nữa nghe chưa? Dạ. Em cho gặp quản lý đi chứ để cái tình trạng này là chị thấy không được rồi đó. Dạ. Với lại đúng anh rồi. Chị vậy rồi làm gì làm cũng phải coi sao cho được đó. Ừ. Dạ rồi em cảm ơn anh nha, chị ạ. Nha, nói chung lần này em thông cảm cho. Dạ. Xíu cho số điện thoại. Dạ mời anh chị lên phòng nhận phòng ạ. Thôi đặt phòng thôi. Trời chứ làm gì đâu. Trời tôi có một người chịu nổi rồi. Ủa anh có phải đưa một cái xuất trình gì mà em? Anh chị có muốn lên liền không hay là anh chị cho em mượn chứng minh nhân dân? Thật sự là bây giờ em có thể em không lấy chứng minh anh được không? Dạ không được anh ơi, tại vì khách sạn mình có thể bị kiểm tra đột xuất bởi công an phường của mình á. Nên là em tự nhiên sao đi chơi mà để công an phường tới làm sao anh? Em nói chuyện mà em nói giống như là em không có linh động trong cái chuyện gì hết. Thật ra khi mà mình sử dụng cái từ giấy tờ tùy thân thì không một cá nhân cơ quan nào được phép giữ của khách. Dạ. Trừ những cơ quan được thẩm quyền. Thì bên cạnh đó mình có thể mình có một cách giải thích nó khéo léo hơn là tụi em cần cái giấy chứng minh của mình để mình khai báo lưu trú theo quy định của khách sạn cũng như pháp luật của Việt Nam. Thì nếu anh chị cần thì tụi em có thể trả lại sau khi tụi em đăng ký xong. Mình thấy một số khách sạn họ sẽ chụp hình. Đúng rồi. À. Họ sẽ copy hoặc là scan, họ sẽ lưu vào đó và họ sẽ trả lại cho khách. Ừ. Nhưng mà trong trường hợp này là cái đôi này là không muốn lộ danh tính, không có muốn đưa luôn. Thật ra là cái tâm lý họ sợ bị tiết lộ thông tin. Đúng rồi. Nên thành ra là mình nắm bắt nhanh cái tâm lý của khách là mình phải giải thích là thông tin cá nhân của khách sẽ tuyệt đối được giữ bí mật. Dạ. Nên khách cứ yên tâm về cái việc đó. Sẽ bảo mật thông tin. Không có lấy thông tin nè, đúng không? Nói nghe nè, mấy cái vụ mà này á là lúc nào cũng nói là tụi em sẽ bảo mật. Nhưng mà không nha. Tự nhiên bây giờ nè, tôi thường xuyên nhận những số điện thoại lạ. Đúng. Người ta gọi điện thoại tới nào là rao bán cái này bán cái kia. Đúng. Tôi hỏi thông tin mà không những biết số điện thoại tôi xong rồi còn biết luôn cả họ lẫn tên, cả chữ lót luôn. Chưa đâu, còn gọi cho tôi nói là gia đình của anh thiếu nợ tôi 60 triệu, anh làm ơn trả tiền liền cho tôi. Gì ghê vậy? Như vậy mà không lẽ thiếu 60 triệu? Dạ. Đúng không? Tầm dày mà tôi đại gia mà, tôi dám chạy chỗ này mấy trăm cây số đâu phải đơn giản. Bây giờ tôi được chứng minh mấy người, lỡ như lòi thông tin ra thì sao? Dạ tụi bên đền bù cái gì đây? Bên khách sạn của tụi em sẽ đảm bảo là không có lộ thông tin của khách hàng ạ. Trời ơi. Tại vì tụi em chỉ cần căn cước công dân để ví dụ như công an người ta có tới kiểm tra đột xuất thì mình có giấy tờ để xuất trình thân nhân ấy ạ. Không, nhưng mà mấy cái này anh thấy nó bị vô lý em biết không? Hồi nào giờ anh cũng tin lắm, anh thường anh hay bị dụ mấy cái đẹp dụ bên ngoài à. Nó nói cái đưa, nó nói đưa, rốt cuộc. Đây là dụ. Đây là quy tắc khách sạn chứ không phải là dụ anh đâu ạ. Không phải, rồi đưa xong rồi sao cuối cùng tự nhiên gọi điện thoại đòi nợ, gọi điện thoại anh ơi dây tiền, không gọi điện thoại anh ơi thẻ tín dụng anh sao? Đủ thứ chuyện trên đời hết. Ở đâu ra? Nói nghe nè, bớt mấy cái thủ tục lằng nhằng lại đi. Cái này là người ta đi để mà người ta thư giãn thoải mái mà lên đây cứ mắc thủ tục này thủ tục kia nghe nhức đầu. Nó cũng không có khó khăn gì đâu ạ. Chị chỉ cần cho em mượn cái. Còn ví dụ như giờ tôi không đem theo thì sao? Đúng rồi, không đem theo giá không đem theo đường nữa. Chị đi du lịch mà chị không đem theo thì nó hơi có rắc rối một xíu. Ủa? Nên là ủa, rắc rối anh gì? Anh chị hỗ trợ em giúp em cho em mượn cái chân của công nhân với ạ. Bây giờ về đi, bây giờ anh tranh thủ hai đứa tụi anh lên tranh thủ nghỉ ngơi hưởng không khí mát mẻ vậy à. Vậy thì tầm 5 hoặc 15 phút nữa thì em sẽ cho nhân viên lên mượn cái căn cước công dân của mình nha. Vậy thì cảm ơn anh ạ. Thôi chỉ có một cái lễ tân thôi mà mình thấy nhức cái đầu á, không biết là bạn Bình An có bình an không sau thử thách này. Thôi thì chúng ta sẽ cùng dành ít phút để trò chuyện với Bình An ngay bây giờ nhé, nhưng trước hết hãy cùng nghỉ giây lao nha.
Chào mừng quý vị đang cùng quay trở lại với Một Giờ Hoán Đổi. Đây là chuyên mục Hành Trình Kết Nối. Và ở Hành Trình Kết Nối này, chúng ta không chỉ được nghe anh Minh Tri, một quản lý tiền sảnh rất giàu kinh nghiệm, đã điều phối rất nhiều các bạn lễ tân và xem cách các bạn đã cư xử, chia sẻ và học việc cho đến khi các bạn trở thành những quản lý cao cấp và rất khéo léo trong nghề, sẽ chia sẻ như thế nào về tình huống của bạn Bình An. Và xin được giới thiệu Bình An. Xin chào, xin mời bạn Bình An ạ. Rất vui vì bạn đã nhận lời tham gia chương trình Một Giờ Hoán Đổi. Em chào chị Lê Ngọc Trinh, em chào cô Tô Nha và em chào anh Minh Tri. Dạ, đây là anh Minh Tri, anh có rất nhiều kinh nghiệm trong việc quản lý tiền sảnh. Thì hiện tại em đã bao giờ thử vai trò lễ tân chưa? Dạ chưa, chưa bao giờ. Nếu mà chưa thì chị gửi lời khen đến sự cố gắng xử lý tình huống của em. Rất là cố gắng khéo léo và cũng có một số những cái bộ động tác cơ bản của lễ tân và những cái cách di chuyển cũng như là nỗ lực của em để giải quyết tình huống này. Nhưng mà tình huống này với rất nhiều những cái drama kịch tính đó cũng làm cho em hơi vất vả, phải không? Dạ đúng rồi, kiểu như là mình chỉ thấy những cái tình huống này ở trên TV thôi. Hoặc là ra ngoài đời thì mình chỉ gặp một hai lần thôi, chứ không phải là ập về một lần mà nhiều tình huống như vậy. Anh Minh Tri thì anh theo dõi, anh có một số gạch đầu dòng nào cơ bản để mà Bình An sẽ tự tin hơn, Bình An hơn khi giải quyết tất cả những bài toán khó nhằn này không? Thực ra thì với cái em chưa phải là một nhân viên lễ tân đã được đào tạo nghiệp vụ, thì với tình huống như vậy thì anh cảm thấy là em cũng rất là tốt rồi. 10 điểm rồi. Đúng rồi. Tại vì cái việc xuất hóa đơn nó nằm trong quy định, mình có thể giải thích ngắn gọn và say no thẳng thừng với khách. Và mình ngưng ngay cái tình huống đó, mình không bàn tới nữa. Là mình phải phân tích và mình những trường hợp nào mình cần phải giải quyết nhanh gọn lẹ và những tình huống nào mình phải theo và chấn an tâm lý của khách trước. Dạ. Đây là những ưu tiên sắp xếp thứ tự của những tính khẩn cấp á, rất là quan trọng. Nhưng mà chị biết được lý do Bình An bước vào trong thử thách này là bởi vì em không có tình cảm nhiều lắm với lễ tân khách sạn, điều đó vẫn còn chứ không? Dạ, chỉ có một lần duy nhất đó thôi. Còn tất cả khi mà em đi du lịch đó thì kiểu như là lễ tân họ rất là niềm nở với khách hàng. Lúc thì xuống họ hỏi là chị có đặt phòng trước chưa, hay là mời chị ngồi để em check xem thông tin của chị này nọ. Nhưng mà chỉ có một lần là em đi Vũng Tàu, xong rồi kiểu như là mình vừa mới vô, mình chưa có hỏi gì hết, cái em thấy cái bị lừa, không biết. Nên là nó kiểu người ta đâu có làm gì đâu mà tự nhiên cái nhìn mình như vậy. Rồi mình hỏi là bạn ơi cho mình check in phòng, xong rồi kiểu như là cho xin thông tin, cũng đưa vậy thôi rồi đây lên phòng. Cái hôm đó là kiểu như là nói chuyện mà không có quê kho mình gì á. Có thể là tại vì hôm đó khách đông quá, khách gì mà khách tới hoài không nghỉ một hôm á, mà bạn lại tiếp tục đến. Phải không anh Minh Tri? Thường đúng rồi, có thực chuyện ra là những cái trường hợp như em bạn Bình An kể thì có thể là bạn nhân viên đó chưa được đào tạo đúng về cái nghề của mình, và bạn đó làm việc chưa có đúng cái tâm của mình. Như mình chia sẻ là mình phải đặt cái vị trí của mình vào cách trước đã. Anh Tri với lại là Bình An có nghĩ là có một cái trường hợp này không? Đó là vẫn có những cái nghề mà người đứng ở ngoài á, người ta nghĩ nó dễ, tại vì người ta nhìn thấy cái thao tác làm việc người ta nghĩ nó đơn giản lắm, nó không có cái câu chuyện gì phải tính chiến lược hay gì gì, cho nên sẽ có một cái dư luận, và nghề lễ tân là một trong những cái nghề bị dính cái dư luận này, đó là không có khó, đẹp là làm được thôi. Nên sẽ có những người họ làm lễ tân mà thực sự giống như anh Tri nói là họ không có thông qua một cái khóa huấn luyện nào hết, thậm chí họ cũng không mê luôn. Nhưng trong lúc tôi chưa tìm được việc làm, trong cái lúc mà tôi chưa biết làm gì và cái nghề này tôi cho rằng nó rất là dễ, thì tôi cứ vô tôi làm vậy thôi. Và rất là xui khi em gặp đúng cái lễ tân đó. Thì cái trường hợp này trong nghề nghiệp của mình thì anh Tri đánh giá là nó nhiều không? Và nó cần được ứng xử như thế nào bởi người trong nghề? Thực ra thì những trường hợp đó nó vẫn có xảy ra, nhưng nó chỉ số ít thôi. Và khi mà một ứng viên để muốn vào lễ tân nhưng với tâm lý là tôi chỉ làm tạm thôi, nhưng mà sẽ không thoát được với cái sự quan sát của những anh chị phỏng vấn, thì giờ họ đã trải qua rồi. Đúng rồi. Qua một cái khoảng thời gian rất là dài, thậm chí là có những anh chị quản lý người ta làm tới mười mấy năm là họ nhìn cái thái độ, cái cách trả lời câu hỏi là họ đánh giá được là cái bạn này nó có phù hợp hay không, có nhu cầu làm việc lâu dài với cơ sở của mình hay không, thì họ sẽ có một cái đánh giá trực quan hơn. Thì nó giống như là gần như là nếu thật sự như những cái bạn đó đi tìm việc đó thì
lỗi ngay từ ban đầu rồi. Còn nếu như cơ sở nào mà vẫn sử dụng cái lao động này thì điều đó có nghĩa là bản thân cái cơ sở đó cũng đã không chuyên nghiệp rồi. Đúng rồi. Họ vậy cũng chỉ là tuyển dụng để họ lấp đầy cái vị trí đó thôi. Còn nếu như có những cái quan điểm là đây là nghề dễ dàng nên các bạn trẻ có thể thử nghiệm và trải nghiệm như là một cái công việc bán thời gian á, thì mình nghĩ nó có đúng không? Thực ra không đúng. Một cái chứng minh như là bạn Bình An, bạn đã được trải nghiệm rồi thì bạn thấy cái công việc đó như thế nào? Nó có dễ không? Em nghĩ là theo bản thân em á, thì em là một sinh viên, em cũng học chuyên ngành của mình. Thì đương nhiên là ví dụ như mà mình muốn mà làm một cái công việc mà nó mượt hơn á, thì mình phải có huấn luyện chuyên môn. Chứ bây giờ như em không có học lễ tân, nên là vô có những cái tình huống mình không có thể xử lý được. Vậy còn ý kiến là chỉ có các bạn tuổi trẻ thì mới hợp với công việc này cũng là một cái quan điểm chưa có tối đa. Chưa đúng. Tại vì thật ra là nghiệp vụ nó là một phần, và cái yếu tố quan trọng là phải yêu nghề. Nếu bạn không yêu nghề, bạn sẽ không làm được cái vị trí này đâu. Mặc dù bạn được đào tạo bài bản về nghiệp vụ, nhưng bạn không yêu nghề, bạn sẽ không gắn bó lâu dài được. Em sẽ kể cho mọi người nghe về một cái lễ tân mà em ấn tượng. Mà em ấn tượng là không phải do em được hưởng thụ cái dịch vụ từ cái lễ tân đó, mà là người nhà của em. Lúc đó em còn nhỏ lắm nha, lúc đó em vẫn nhớ là em chỉ mới khoảng cấp 2 thôi. Thì cấp 2 có nghĩa là cách đây 20 mấy năm về trước, thì cái dịch vụ lưu trú khách sạn nó không như bây giờ. Nó chủ yếu là những cái nhà khách quốc doanh đó, có nghĩa là nhà khách của các cái hệ thống đoàn thể là nhiều, chứ khách sạn tư nhân nó chưa có nhiều. Thì có một cái cô là cổ làm lễ tân của một cái nhà nghỉ thuộc một cái hệ thống tổ chức kiểu như nhà nghỉ công đoàn đâu vậy đó, mình không tiện nói tên đây thôi. Thì em đi cùng đoàn với mọi người tới cái chỗ nghỉ đó, là ở lúc đấy là nó ở một cái, tức là dùng, nó chưa tới Bà Rịa đâu, nó là một cái nơi mà kiểu như là chỉ là một cái, người ta gọi là nhà khách của một cái đơn vị gì đó. Ai tới đó cũng đều đòi gặp chị Thủy Tiên. Mình vẫn nhớ hoài cái chất liệu là mình vô cái ai cũng ai mà đáp xuống, ai mà vô cái cửa cũng, ủa chị Thủy Tiên là chị nào? Lý do là chị nói chuyện qua điện thoại quá ngọt. Chị nói chuyện qua điện thoại mà người ta có cảm giác là người ta chỉ muốn xách vali lên đi liền. Và cái hay, rất hay là khi mà chị chỉ nghe điện thoại, khi mà nghe mấy cô mấy chú kể lại với nhau, ví dụ như là à anh chị đến từ An Giang hả, là ngay lập tức nói ra rất là nhiều những cái chất liệu văn hóa của miền An Giang, để cái người đó người ta cảm thấy là wow, bạn hiểu tôi vậy hả. Rồi nếu như mà bạn đến từ Minh Hải hả, tức là Cà Mau và Bạc Liêu bây giờ, thì là có mắm có ba khía như thế nào, có nghĩa là cái sự giao tiếp làm cho người ta cảm giác rằng wow, tôi đến đó tôi sẽ được gặp cái người này, là một cái người mà họ rất là hiểu, họ rất là chào đón, họ rất là chờ đợi tôi đến. Và Thủy Tiên là một cái cô mà bây giờ thì cô không có còn nữa đâu, bởi vì năm đó là cổ đã là 50 mấy tuổi rồi. Mà giọng rất ngọt, rất gọi là, có nghĩa là cái công việc lễ tân ở cái vị trí đó, trong một đơn vị mà mọi người vẫn hay có nhiều định kiến rằng là người ta làm là vì chức phận người ta, chứ người ta cứ ngựa xem hoa. Nhưng mà em thực sự ấn tượng với cô đó cho đến bây giờ về cái cách mà cổ đối xử với cái vị trí công việc mà cổ đang làm, đó là lễ tân khách sạn. Cảm ơn câu chuyện rất ấm áp của chị Tô Nhi A. Nó giống như là cái bữa sáng lúc 5 giờ bất ngờ mà em nhận được vậy đó. Thật sự thì có điều quan trọng hơn cả sự chuyên nghiệp, đó là sự tử tế. Và mong là khi mà quý vị theo dõi chương trình này, chúng ta sẽ có được một cái nhìn hoàn toàn khác về nghề lễ tân. Nhưng nếu như anh muốn gửi một lời đặc biệt đến những bạn trẻ, hoặc những bạn không còn trẻ nữa nhưng nghĩ rằng là có lẽ tôi đã bỏ lỡ một nghề rất là phù hợp với mình, thì anh nghĩ rằng là mình sẽ chia sẻ lời gì cho các bạn ạ? Thực ra thì cái việc mình chia sẻ các bạn là sự tự tin. Và mấy bạn khi mà bước chân vào nghề này phải có sự kiên nhẫn và thấu hiểu. Dạ, làm dịch vụ thì hơi khó nếu mà không thấu hiểu và không thông cảm và không tử tế cũng như không chuyên nghiệp, thật là khó đúng không? Cảm ơn Bình An vì ngày hôm nay bạn đã thử sức và dẹp bỏ những định kiến của mình về lễ tân. Và mong rằng chúng ta sẽ có được thật nhiều những hành trang lý thú qua câu chuyện của anh Minh Tri, quản lý tiền sảnh, hay là bạn Bình An, một bạn sinh viên muốn thử sức thôi. Và đặc biệt là những lời khuyên vô cùng thấu đáo của tiến sĩ tâm lý Tô Nhi A. Mong rằng quý vị sẽ có một ngày thật vui vẻ cùng với chương trình Một Giờ Hoán Đổi, được phát sóng vào lúc 22 giờ tối thứ 6 hàng tuần trên kênh HTV9, chương trình do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng công ty truyền thông Bi thực hiện, với sự đồng hành của nhãn hàng vali, ba lô, túi sách cao cấp Sacos. Đến đây, chương trình sẽ được phép khép lại. Hẹn gặp lại quý vị tuần sau. Xin chào.
Và sau khi em được trải nghiệm về công việc lễ tân này thì em đã có cái nhìn thấu hiểu và thông cảm hơn cho các bạn lễ tân và những sự khó khăn mà phải gặp phải những cái du khách như vậy. Cũng như là em cảm ơn những cái câu chuyện rất là thú vị khi được nghe chia sẻ về lời này và cũng học thêm được là cách giao tiếp cũng như là kiềm chế cảm xúc của mình trong công việc. Và đây là một cái trải nghiệm rất là thú vị và đáng nhớ trong cuộc đời của em.